Tôi là Phan Ý Ly, tôi theo học ở Anh từ năm 2004 đến năm 2005 và ngành học của tôi là một ngành rất đặc biệt, đó là thạc sĩ về phát triển con người qua nghệ thuật và truyền thông. Cách dạy ở Anh cũng như là cái thư viện trường hoặc là thư viện hoặc là những cái hiệu sách đều có những cái quyển sách mới nhất mà có thể là ở những nước khác rất khó để tìm được, kể cả Úc hay là ở Mỹ. Tôi cảm nhận thấy là cái kiến thức mà tôi nhận được ở Anh nó có một cái nền tảng rất là lắng, rất là bản chất, chứ không mang tính chạy đua theo cái thời đại như là một số môi trường học khác. Con người ở Anh thì khiến cho mình thấy rằng là họ khá là trầm lắng, nhưng họ lắng và họ tư duy rất là sâu, cho nên là ngay cả cái cách mà họ đùa hay là họ kể chuyện cười thì nó cũng phải nghĩ một lúc thì mới ra thì mới cười được. Khi mà theo dõi những cái bộ phim truyền hình của Anh hay là những cái series hài của Anh thì mình cũng thấy là cái cách họ nhìn nhận sự việc nó nhiều tầng và nó đa nghĩa, và thường là nó một cái gì đấy, nó một cái cười rất là ý nhị. Mình sẽ rất muốn chia sẻ về khóa học đặc biệt của mình, một khóa học thạc sĩ, nhưng mình không bao giờ được ngồi bàn, không bao giờ được ngồi ghế. Bọn mình không học biểu diễn, không học về nghệ thuật. Bọn mình học về phát triển con người, về phát triển xã hội, về chính trị. Nhưng bọn mình luôn luôn phải lăn lê bò toài, bọn mình luôn luôn phải nhảy múa, ngâm thơ và nằm ra để học. Và thầy ví dụ như là khi mà mới vào lớp thì thầy giáo của mình sẽ mang trống ra và đánh và học sinh phải nhảy. Thì đấy là một cái khóa học mà ngay cả những người ở trong trường học cũng phải thấy ngạc nhiên là tại sao có một cái khóa học nó điên rồ đến như thế. Và chính cái khóa học này cũng là cái giai đoạn mà mình nhận ra rất nhiều điều trong quá khứ của mình, đối diện với rất nhiều cái cảm xúc, rất nhiều cái mà mình đã không hiểu về chính mình. Tất cả những câu chuyện này sẽ được tôi chia sẻ cùng với các bạn tại triển lãm giáo dục Vương quốc Anh vào ngày 15 tháng 10 sắp tới. Nếu như em gái của tôi đi học hay người hàng xóm của tôi đi học thì tôi cũng sẽ khuyên như vậy. Đó là các bạn hãy hiểu vì sao mình đi học ở Anh. Hãy đừng chỉ đi học vì mình có điều kiện. Cái điều đó sẽ giúp cho các bạn thực sự biết là mình phải tìm điều gì, mình phải giữ lấy cái gì và mình phải khai thác cái gì hơn nữa, để làm cho cái hành trang của mình nó được phong phú hơn. Các bạn hãy không ngừng theo đuổi ước mơ của mình, đặt một cái ước mơ thật cao. Tại sao mình đi học ở Anh? Mình đi học ở Anh để rồi mình sẽ làm điều gì cho mình, cho xã hội? Hãy ước mơ thật là cao và thỏa thích. Thì cái con đường mà bạn đi đến cái ước mơ đó, mình nghĩ là bạn sẽ khám phá được nhiều hơn. Và dù cho kết quả là như thế nào thì các bạn cũng đã là một cái nguồn cảm hứng cho rất nhiều người quan sát và được biết các bạn trong suốt cái chặng đường đi đấy.